Đại sư huynh mới về hả? Tướng sư đệ, Vũ sư đệ, tại sao tụi mày không cùng nhau phát công? 15 phút trước tụi tôi cùng nhau phát công, nhưng xuất hiện một quái nhân. Xảy ra chuyện gì? Chặn lại, đừng cho nó chạy. Sao dẫn tôi tới chỗ này? Có mục đích gì? Nói mau, hả? Nói, bắt nó. Nó nói là Ngụy Công Công đông sử nhà mình. Hoàng thượng, nô tài thấy chậm mới đêm không quỳ xuống hả? Hoàng thượng, nô tài có tội đáng chết. Bắt nó, bắt nó, bắt nó đi, bắt nó đi, bắt nó đi, bắt đi, bắt đi, bắt đi, bắt đi. Nó thiệt là người của nhà Minh sao? Đại sư huynh, nghe nói ở Hồng Kông đại sư huynh thua một kẻ tên là Đỗ Thánh. Đó là nguyên nhân mà tao về đây kiếm tụi bay. Nói lợi hại vậy sao? Tao thấy là phải cùng bốn đứa tụi bay hiệp sức mới có thể giúp được tao trả mối thù này. Nó là đồ đệ của thằng Bài, tôi e là có người giúp nó. Yên tâm đi, tao đã kiếm được một bọn đâm thuê giết mướn giúp chúng ta tiêu diệt những kẻ cản trở ta. Còn năm đứa ta có thể tập trung đối phó với Đỗ Thánh. Được, tụi tôi giúp anh, nhất định phải giết Đỗ Thánh. Ừ, chú làm gì vậy? Xong rồi chưa? Mau lên đi, cả đám người đang chờ mày đó. Đóng cửa lại đi ông nội. Cái gì? Sắp xong rồi. Được rồi, chặt quá đi. Hey, đã nói mày mấy chục lần rồi, kêu mày đừng ăn mấy thứ này nữa. Bây giờ thân phận của mày là Đỗ Thánh có biết hay là không? Trốn ở đây ăn bộ không được hả? Nè, ngậm điếu xì gà cho có thân phận đi. Đi ra, đi ra, đi. Cô bà cái điếu xì gà cô lấy đâu vậy? Nhà ông à, cho biết ý kiến của ông đi. Các vị ký giả và trong giới báo chí, các vị bà con trong số các bà con, tôi chính thức giới thiệu cho các vị, vị này là đánh đầu thắng đó, từ trước đến giờ chưa bao giờ thất bại, là người hợp tác hợp ý nhất của tôi, là đệ tử vừa lòng thân bại của Đỗ Thánh đó. Nè, chú à, sao nói vậy chứ? Tôi đã học được của sư phụ tôi, có nghĩa là càng cao thủ nói chuyện càng cao giọng một chút. Quý vị, tôi là Đỗ Hôm nay rất vui mừng được gặp mặt quý bà con, bạn bè trong giới báo chí. Cảm ơn. Mỗi buổi sáng ngoại trừ tôi ngồi ăn điểm tâm với sư phụ của tôi là thần bài, tôi còn học được của sư phụ tôi là đánh đầu thắng đó, không bao giờ thua cả. Có thể nói đó là cực phẩm trong kỷ lục của thần bài. Nếu như mà gặp thần thì tiêu diệt thần, còn nếu chúng tôi gặp Phật thì phải tiêu diệt Phật, chỉ là vậy thôi. Nè nè nè, mau làm thử cho bà con coi đi, làm đi. Tất nhiên rồi, nhưng mày kiếm đối thủ chứ. Thì tao. Được mà. Nè, xếp bài đi, cái gì cho xem á? Đưa đây. Hey, mày làm gì đó? Ba tuổi vấn đề không? Đừng bắp đỡ. Chỗ đó có vấn đề. Chỗ nào? Là cuốn họng của vấn đề. Trời ơi, làm tao giật mình đây. Ở đây nè, có Dương Hậu. Vậy là tốt rồi. Thạch đã mà tốt cái gì? Trời ơi, nè, mày đang giở cái trò gì đây? Mày không phải học kỹ thuật chơi cờ bạc với thần tài sao? Kỹ thuật cái gì? Đây là bí quyết di truyền của thần bài, tức là đại pháp đấm bóp của bằng chân đó. Các bạn hãy coi đây, sư bộ thần này có gái không ôm, có tiền không cờ bạc, ổng chuyên môn dạy tôi đấm bóp ở bàn chân để làm phước cho thiên hạ thôi. Thiệt là hết sức chỉ đại, không còn chỗ nào chê cả. Tấm ảnh này rất là quý giá nha, xin các bạn hãy tự do nghiên cứu và chụp hình đi. Cái gì gọi là đại tên là tên đã đi hết 6 tháng rồi không học được cái gì cờ bạc là sao? Không phải là không có. Nó có đó. Mỗi đêm đúng 8 giờ là có tôi ở sau quầy viên biệt thự của thần bài để mà học đổ rác. Làm tới đây quá đi. Ê, đói bụng. Vậy à? Ê, cái tô di cá của chú đâu? Con muốn ăn di cá nữa. Mày biết bấm bằng chân tẩm bổ mà, cần gì ăn di cá? Ăn mì ăn liền đi. Cho thêm miếng thịt cũng được mà. Chú bà, hôm nay là sinh nhật của tôi hả? Đâu phải. Vậy sao miếng thịt bữa nay cắt lớn quá vậy? Đâu phải, tao thấy hai chú cháu mình nhăn mặt lâu rồi nên ban thưởng cho mày đó. Cái miếng này lớn hơn ngày thường gấp 5 lần nữa. Không thích miếng lớn hả? Hả? Không sao.
coi chừng đã bao tử đó. Bây giờ mời ông đến diễn thuyết. Hôm nay tôi rất vui mừng vì có cơ hội được gặp các dân cư ở thành thị Thượng Hải. Tuần bãi Thượng Hải hả? Bộ Thượng Hải là biển hay sao? Có lẽ. Ha, tôi khoái cái tên Đinh Lực này lắm. Không biết là ai nghĩ ra gì ha. Suy nghĩ gì chứ? Hồi trước ở Thượng Hải có một tên Đinh Lực thiệt đó, là bạn thân của ông nội mày, tức là ba của tao đây nè. Còn hùng tiền là mang với nhau nữa. Có thiệt không vậy chú à? Thiệt. Ông nội tên gì? Ông là Châu Đại Phúc. Hả? Châu Đại Phúc? Đúng. Sao ông nói sớm hả? Tôi có phận trong tiệm Kim Hoàng Châu Đại Phúc không vậy? Trời ơi, Châu Đại Phúc này không có giống Châu Đại Phúc đó. Hồi trước ông nội của mày hùng tiền với Đinh Lực ở Thượng Hải chỉ bán bánh bao nhân thịt thôi. Sao không bán vàng đi bán bánh bao vậy? Ai biết được. Sao ông ngu vậy? Diện mạo ông đâu đẹp trai chứ? Đâu phải vậy. Diện mạo ông rất đẹp trai, rất bánh bao nữa đó. Hả? Đúng rồi. Mày không tin á, mày coi cái ảnh này đi. Mẹ, ông nội mày là tên Châu Đại Phúc. Còn đây là bà nội mày tên cô Xuân Thiên. Bánh bao giống tao như đúc nè. Ê, giống chú như đúc ha. Chết rồi. Đúng vậy. Sau này mày già cũng vậy thôi. Tôi không tin. Hồi trước tao cũng không tin. Hả? Hey, xem xét gia mô hả? Ồ, cái đầu của chú á. Ai? Đây là người mà sư phụ tượng nhắc tới, thần bài của nước Pháp đó. Hồi trước lừng danh nổi tiếng bãi Thượng Hải, ông ấy đi cờ bạc khắp thiên hạ, không ai thắng ông đâu. Giỏi vậy sao? Ông chẳng những là cờ bạc giỏi mà còn biết công năng đặc dị nữa. Vậy là chưa bao giờ thua rồi. Không phải vậy. Cái cuốn sách này ở đoạn sau có viết vậy nè. Nói là có một lần ông ta đánh thua một người hết sức là quyền bí, tên là Kumang Talehu. Sao cái tên kỳ vậy, không biết là thiệt hay giả nữa. Hello, anh Nam hả? Tới Hồng Kông rồi à? Sư phụ có ghi đồ cho tôi hả? Được, đi ăn khuya nha. Cái nhà này là nhà tổ của họ Châu chúng ta. Hồi trước ông nội mình để lại cho tao. Sau này tao đến lại cho mày ha. Đã có lịch sử trên 100 năm rồi đó. Nó trải qua không biết bao nhiêu gió mưa bão tố, nhưng mà vẫn nguyên vẹn, đứng vững như chú mày. Chú đứng không ngẩng lên đó. Đừng nói bậy. Đột nhiên có cảm giác là tối nay chúng ta sẽ có một tàu ngộ chưa từng có xảy ra. Một chuyện mà không thể nào tưởng tượng ra được. Chuyện gì? Không biết. Chú có tham dự không? Mày nói đi. Chú đâu có từ chối. Vậy là mày ngoan cố. Chuyện đời kỳ diệu thiệt. Cái gì? Nghe nói ông nội hay mắc cỡ lắm. Phải rồi. Sao mà chú không biết mắc cỡ gì? Cái gì? Tao thích như vậy đó. Mày làm gì tao được? Không có làm gì chú, mà còn phục chú nữa. Chú nói thiệt đi. Thiệt ra ông nội túi như đàn bà vậy mà cua được bà nội thiệt là giỏi quá hả? Tao nghe nói là có một thằng khốn nạn giúp cho ông đó. Khốn nạn nào? Mày có thấy cái gì không? Ờ, tôi đâu có thấy gì đâu. Còn chú? Tao không đâu thấy gì hết. Chú là mày vô nhà giúp đặt lâu đi. Cần gì phải vậy chứ? Tất cả năm cô mày bao hết sao? Chú biết đường tốt rồi, mau lên đi. Đừng làm tôi dây sợ, chú mấy cổ sợ lắm mà. Hả? Lão tưởng nó chạy mau. Sao hả? Lần nào cũng vậy cả. Nam Mô Di Đà Phật. Cách không di vật quá nhiên lợi hại. Xuất chiêu. Sao mày ép tao ra tay chi vậy? Cần gì vậy? Cần gì vậy? Ôm chặt nó. Ôm chặt rồi. Đỗ Thanh Quyền.
Chú không sao chứ? Lần này miệng quyền của tôi xong sôi bọt mép vậy? Mày đang sôi bọt mép kìa. Tôi hả? Phải. Ê, nước miếng thôi. Nước miếng hả? Sao nó nước đáy? Còn trai trẻ bị người ta điện giật mình là bị sôi bọt mép đi. Chú mày già như vậy mày đánh một đấm mà còn trơ trơ không thấy tao. Từng chú chú mửa ra bằng xanh đó mà. Đó là lần trước, lần này mày đánh chết tao mửa đâu, cùng lắm là tao nằm lăn ra thôi. Chú còn sức hay không? Thấy hả? Mày khinh dễ chú mày hả? Tao ngã ngửa cho mày coi. Con cái gì cháy? Cái quần cháy rồi. Cháy rồi, cháy. Có nước. Quan thượng, sao anh thái giám này còn nhiều râu quá vậy? Thiến không sạch chứ gì? Người đâu? Dạ. Lôi nó ra, thiến lại. Quan thượng à, chứ đừng làm vậy mà. Đừng làm vậy mà, đừng thiến tôi mà. Đừng làm vậy mà. Đừng mà, chứ đừng thiến tôi. Đừng. Trúng. Chết rồi, trúng rồi. Tôi bị thiến rồi. Đừng mà, trả lại cho tôi. Nè, chú ba. Năm. Tin đâu rồi? Thằng Tin hả? Hồi nãy tôi đang ở chung với nó mà. Rồi sau đó tôi bị người ta đánh ngã ngửa. Anh kiếm nó có chuyện gì? Thằng Bài kêu tôi giao cái điện thoại này cho ảnh. Mấy hôm nay có chuyện phải liên lạc đó. Bây giờ tính sao? Đi kiếm ảnh đi. Châu Tinh Tổ. Tao đoán ra mày mà, thằng chuột mắt. Lần trước trên chiếc tàu mày đã tận lực nhục mạ tao. Lần này tao phải trả thù rửa hận. Hey. Hoàng hoàng thường báo chừng nào mới giết chứ. Hơn nữa, nếu mày trả thù được tao không phản đối đâu. Nhưng chỉ sợ là mày thất bại thêm lần nữa rồi. Nếu mà công lực của mày cao hơn tao thiệt, thì bữa nay tao là người báo thù không phải là mày đâu. Quỳ. Trung Nam Hải cùng nhau phát công, mày cũng tan xương nát thịt thế sao ấy? Tên à, tên, đừng có vô tay. Sư phụ tao bày điện thoại mày đó. Chạy đi. Vậy tao nói ảnh mày không rảnh nhau. Sao kéo luôn tao vậy?
Điện thoại của chú ba. Alo. Lúc nãy xảy ra chuyện gì? Chuyện này kể lại dài dòng lắm. À, đang ở đâu vậy? Đang ở tổng bộ cảnh sát. Viên cục trưởng mời tôi tới họp đó. Đối phó với bọn ăn cướp có quả lực rất mạnh đó. Còn anh đang ở đâu vậy? Tôi không biết nữa, giống như ở tầng giới vậy. Tôi phải họp nha. Đưa đây cho tôi, đưa đây cho tôi. Hello Nam. Người nào đang phá đám tôi vậy? Tôi. Anh là ai? Tôi là Châu Tinh Tổ, biệt hiệu là Đỗ Thánh. Còn ông lại? Tôi là Dương Cục Trưởng, biệt hiệu là Đoạt Mệnh Chân Cây Kéo. Chân cái gì? Đoạt Mệnh Chân Cây Kéo. Khi tôi nhảy lên kẹp hai cái chân sẽ kẹp bể cái đầu anh đó. Đưa đây. Kêu anh ta liệu hồn đi, tôi sẽ kẹp bể cái đầu anh. Nè Nam, cha nào phách quá hả? Đừng có nói nhiều nữa, anh Tinh à. Bây giờ anh sao hả? Bây giờ không có sao, anh đang ở tổng bộ hả? Chờ kiếm được xe taxi tới cho anh để mà nói chuyện nha. Được rồi, như vậy đi, bye bye. Kêu ảnh có mắt đừng như không trồng, coi chừng tôi kẹp bể cái đầu ảnh. Vô đi. Cục trưởng à, lúc nãy có dùng điện thoại không? Bộ không cho dùng hay sao? Nhưng mà lúc ông dùng điện thoại, tất cả điện thoại trong cục đều hư hết rồi. Hư thì anh hỏi công ty điện thoại đi. Sao lại hỏi tôi hả? Anh điên rồi sao? Hả? Xin lỗi cô, đây là đâu vậy? Tôi không có ý xấu đâu. Tôi muốn hỏi cô đường ra đại lộ để mà kêu xe taxi thôi mà. Cô Hai à? Cô Hai! Hey. Chú Ba! Làm gì trên cây vậy? Hey. Yeah. Hey. Đi sao treo cổ vậy? Nè, không phải treo cổ chứ hả? Cái gì? Chú nói cái gì hả? Cái gì? Nói cái gì? Nói cái gì không nghe gì hết. Hả? Chú làm gì vậy hả? Hả? Làm gì vậy chứ hả? Xuống dưới đồ nói mà. Sao đẹp trên mình người ta thiệt là kỳ cục quá. Giống đàn bà vậy? Sao chú ăn mặc kỳ gì chứ? Có phải tài phát công làm chú phát điên được không? Tao không biết là mày nói cái gì, thiệt là đáng ghét, người ta muốn chết tao cản trở người ta. Hứ? Có chuyện gì phải tìm chết vậy chứ? Lần này là thứ 37 tôi bị thất tình. Từ lâu nay chú vẫn thất tình đó mà. Huống chi đời người thất tình có 37 lần là đâu có gì quá đáng đâu. Chỉ trong một tuần thất tình 37 lần là coi bộ có đáng chết hay không? Vậy chú chết đi, tôi đợi chú lên. Bây giờ tao muốn chết nữa. Điên thiệt hay là điên giả đi, đừng có dẫn chơi nữa nha ha. Mà nói tôi biết đi, chú ở đâu tới, xảy ra chuyện gì hả chú ba hả? Sao kêu người ta là chú ba vậy? Người ta còn rất trẻ mà. Tôi tên là Châu Đại Phúc. Chú làm nghề gì? Tôi bán bánh bao. Sao tấm bản này lại viết gì? Viết thế nào? Cấm nhổ nước miếng đó. Tòa thị sảnh Thượng Hải là cái gì chứ? Ở đây là thành thị Thượng Hải. Đây là Thượng Hải. Phải rồi. Có phải là Thượng Hải của Hứa Văn Cường và Đinh Lực tôi không hả? Phải đúng vậy. Hồi hôm Hứa Văn Cường bị người ta đánh chết rồi. Cái tập mới chiếu hôm qua chứ gì? Đâu phải. Báo chí có đăng nè, coi đi. Tỷ phú bại Thượng Hải Hứa Văn Cường bị giết bắn trúng 46 viên đạn tháng 7 năm 1937. Hả? Bây giờ là tháng 7 năm 1937. Đúng vậy, năm sửa đó. Chú ba. Mày kêu ai vậy? Sao chú mắc kinh phong vậy? Sao lại mắc kinh phong? Không lẽ là ông nội tôi? Ông nội? Mày muốn làm cháu tao hả? Ê, mày tên họ là gì? Hả? Thật là khốn nạn. Họ thật hả? Làm gì vậy? Nguy rồi. Không lẽ lời đồn thật vậy sao? Lời đồn gì? Khi mà công năng đặc dị phát huy tới mức cùng cực thì thường xảy ra chuyện cải biến, không gian bị biến chuyển. Còn người phát công bị cuốn vào con đường ngầm của thời gian, vượt qua thời gian, trở về với quá khứ. Ây da. Mày đang nói cái gì? Điện thoại là cái gì? Cái này là cái gì? Thiệt là ngộ quá. Sao không được vậy? Nó làm gì đó? Tôi không tin, nhất định làm sáng tỏ chuyện này. Ê! Cháu à, làm gì vậy? Cháu à, cái gì vậy? Lần này thật rồi.
Làm sao mà tôi tin được cái chuyện này chứ hả? Tại sao không tin? Tới bây giờ tao vẫn chưa có con, mày nói mày là cháu của tao, tao cũng tin mày. Gì vậy? Chuyện gì chứ? Hả? Ê, không bắt mớ tới tôi đâu. Không bắt mớ gì tới tao đâu. Ê, bên kia, bên kia. Hả? Áo đỏ. Ờ, mặc đồ đỏ bị đánh sao chứ? Phải rồi, trả tôi trên cơn, đánh đâu. Ê. Ê, ê, ê. Gì? Ta đâu có mặc đồ đỏ, cần gì phải chạy? Vậy tôi cũng đâu cần chạy. Tại sao? Tôi đánh giỏi lắm mà. Thiệt hả? Thiệt. Quá thiệt à. Vậy thì tốt rồi. Cháu của đội là cầu thủ võ lâm đó. Ờ, thiệt hả? Thiệt hả? Thiệt vậy thì tốt lắm rồi. Một mình đánh chính nữa, tay không đánh thì cầm dao đó. Thiệt. Nói qua kia kiếm ghế ngồi nha. Ngồi ăn mía chờ coi biểu diễn. À vậy ha. À, ok. Cái gì ok? À, giỏi hết sảy, hả? Ờ, đúng rồi đó, giỏi đó. Hey. Lo việc ma chay đi. Tại sao ngã ngửa ra chứ? Mau đi bệnh viện cứu cấp đi, còn chém nữa. Ráng thêm vậy à, không có thưởng đâu. Hey, em biểu diễn sao rồi á? Chưa đâu, ngồi yên đi. Chỗ này có nhiều người mặc áo đen, mày qua bển giải quyết vụ này đi. Không biết tại sao hôm nay tôi đánh người ta không có đau. Thiệt hả? Vậy tính sao? Hay là nổi lên đi. Ừ, được rồi. Chết đi. Cái thằng này để tôi được rồi, mấy anh đi kiếm khác đi. Được. Chết đi. Ông lại vậy? Đúng quá vậy? Dĩ nhiên anh không quen tôi rồi, tôi cao cấp hơn anh mà. Em hiểu. Anh hiểu cái gì? Chồng biết nè, sang tiền Minh Việt Quang, nghị thị Điện Viên Sương. Thế thế là gì? Ai là không biết chứ, đè đầu tư cứu hượt. Wrong, London Bridge phải lên đầu. Hả? Đi chặt xa quá rồi. Chết mày. Tay quần áo là hết chuyện rồi mà ha. May là nội chạy rất là mau. Sao từ đầu mình không làm vậy chứ ha? Hay à, bây giờ tới phiên tụi màu đỏ lấy le rồi đó ha. Chưa chắc có chuyện gì đâu. Có kế hả? Tụi mình đừng có làm ồn, cứ từ từ đi, họ không để ý gì đâu. Tụi mình đang mặc đồ đen đó. Nếu mà mày không nói làm sao tụi đó biết được. Thiệt hả? Mau chém tụi nó đi. Chạy. Sơn đã ngu à? Té ra là càng có nhiều người đánh càng mạnh. Không lẽ đây là võ nghệ Cách Sơn đã ngu đã thất truyền lâu rồi? Tất cả tản ra! Sao không đứng gần vài cặp đi? Cái thằng mất dịch này muốn chạy đâu? Cho mày chạy đi hả? Chạy đi. Đại ca. Ê, dạ đại ca. Ủa, chín người lận, lần này mày chịu gì nổi? Hả? Vậy là không bay tới cuối đường à? Thất bại quá đi. Đại ca, tụi tôi tới đây. Đại ca. Lôi Lê Hổ đâu?
Dạ, dạ anh đã chết rồi. Nằm ở đằng kia kìa. Nó bị ai giết chết? Dạ, dạ tôi không biết, không biết mà. Ông Đinh, Lô Lê Hồ đã chết rồi. Tại sao chết? Nghe nói là bị anh kia đánh một việc là chết ngay. Cháu à, mày không sao chứ? Đinh Lực kìa, coi kìa. Ông chủ Đinh. Ông Đinh, ông anh khỏe chứ? Chào anh bạn. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh trả thù cho anh Hứa. Anh Hứa? Là Hứa Văn Cường hả? Ừ. Hôm qua anh Hứa bị Lôi Lão Hổ ám toán, đã từ trần. Hả? Vậy là đáng chết đó. Tôi nói anh cha Lôi Lão Hổ kìa, đáng chết thiệt. Hôm nay tôi cho rất nhiều người ra ngoài để đi trả thù nhưng kiếm không được nó. Không ngờ bị anh đánh chết. Quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên. Ở đây có phải có người chết không? Ông Đinh, người của phòng tuần bộ kìa. Tiểu Thanh, cô giải quyết đi. Tôi và các anh về nhà. Dạ. Chết nhiều người lắm, tụi mình bỏ đi được hả? Ở đây là Thượng Hải. Tôi đã thề, người nào trả thù được cho anh Hứa, tôi sẽ làm mãn nguyện ba cái nguyện vọng của nó. Tôi đã nói nhiều lần rồi mà, có một nguyện vọng thôi. Tôi muốn trở về Hồng Kông năm 1991 kìa. Không phải, không phải đâu. Anh cứ nói là năm 1991 anh từ Hồng Kông tới đây. Chuyện này thiệt là khó tin. Đồng hồ thời đại làm gì có chứ. Coi đi. Không còn nữa. Đây là vô tuyến điện thoại nè. Sản phẩm năm 1991 đó. Cái này là điện thoại sao? Nếu anh gọi được thì tôi tin anh. Tôi có thể gọi gì điện thoại của tôi để cho ông nói chuyện được nữa mà. Nè, chờ nha. Nếu mà nói được cho nổi nói chơi vậy ha. Là kẹt dây rồi. Nè, bây giờ nói thì không được nhưng mà còn nghe được đó. Ông mới nghe đi, cô tiếng Anh đó. Đây chẳng qua là cái hộp phát minh quái lạ thôi. Không thể tin nó là điện thoại. Rõ ràng tôi gọi được tới năm 1991 mà. Bây giờ chẳng qua là tạm thời không được thôi. Sau này khi mà đánh được thì ông tin thôi. Anh là người ở thời đại nào? Nhưng chuyện này không quan trọng. Dù cho anh quả là người Hồng Kông năm 1991 đến Thượng Hải, nhưng năm 1937 anh cũng không trở về được. Hay là ở đây giúp tôi đi. Hay lắm, hay lắm. Nè cháu à, Phước Đức được ông Đinh coi trọng mình đó nha. Mau mau đi cảm ơn ông đi. Vô xã hội đen hả? Làm gì vậy? Bây giờ cả Thượng Hải ai cũng là xã hội đen. Ông Đinh cũng là xã hội đen, tao cũng là xã hội đen nữa. Ông nội đâu có phải. Tao là xã hội đen. Nội là lẹo cái. Lẹo cái không phải đâu. Trở lại. Tao nói cho mày biết, cả đời người ta ghét nhất là người ta nói tao lẹo cái. Nhưng nội thiệt là vậy. Tao là xã hội đen. Là xã hội đen lẹo cái? Không phải, tao là kim bài sát thủ trong xã hội đen. Còn cái túi của ông kìa. Không phải đâu, tao là xã hội đen nè. Tao là kim bài sát thủ mà. Là kim bài sát thủ, nhưng mà kim bài sát thủ lẹo cái. Không phải đâu, tao không phải là lẹo cái mà. Lẹo cái? Không phải. Là lẹo cái không mà. Phải mà. Dù gì tao không phải là cái, tao là xã hội đen mà. Đừng nói là cái của vị sư. Đó là lẹo cái đó, thực sự là vậy mà. Nội hãy đối diện sự thật đi. Tao là xã hội đen. Phiền quá. Thiệt mà, tao là xã hội đen. Liên ông xuống đường đi. Được. Liên ông xuống đường. Biết rồi, ông Đinh. Ông đi. Đừng có bước tới, tôi đánh các anh đó. Cháu, cứu nội cho cháu, cháu. Ê, đừng mà, nói chơi thôi. Không có ai có thể ở trước mặt Đinh Lực mà pha trò được đâu. Đó là nguyện vọng thứ nhất của anh. Cháu. Tôi chỉ muốn được bình yên mạnh giỏi sống lâu trăm tuổi thôi mà. Được. Bỏ xuống đi. Cảm ơn. Đó là nguyện vọng thứ hai của anh. Mày thiệt là đồ ngu ngốc. Sao dùng hết ngay nguyện vọng mau vậy? Anh nói luôn nguyện vọng thứ ba đi. Để tôi giải quyết cho. Tôi nguyện vọng chúng tôi là có rất nhiều tiền bạc châu báu, có rất nhiều gái đẹp mà rất nhiều đàn ông dạm vỡ để bảo vệ chúng tôi. Ây da, tham lam ở đâu được chứ. Nội tham lam gì không kết quả đâu. Ông Đinh à, thật ra tôi đơn giản lắm. Nguyện vọng của tôi là có lại ba nguyện vọng như cũ. Được. Lòng tham là động lực phấn đấu của loài người. Tôi rất thích loại người tiểu nhân như anh vậy. Không biết tốt hơn bọn Ngụy Quân gấp mấy trăm lần. Đồng tiền về đó anh cất đi. Đến khi nào thấy cần thiết trao lại cho tôi. Tôi sẽ làm cho anh mãn nguyện. À, quên nữa. Anh tên gì? Thật Khốn Nạn. Mày tên là Thật Khốn Nạn đó. Khốn Nạn là ông á. Tôi là Châu Tinh Tổ. Anh Tinh, ở lại Thượng Hải đi. Anh rất có tiềm chất. Có thể trở thành tỷ phú Thượng Hải thời đại mới.
Thiệt hả? Sao không biết được? Vì lòng tham của anh. Quá khen. Nhưng mà ông Đinh à, thật ra tôi không muốn làm tỷ phú của Thượng Hải đâu. Ngoài ra phải tin những cái lời nói của tôi hồi nãy, đó là sự thật cả. Tôi chỉ muốn trở về niên đại của tôi thôi. Tuy rằng bây giờ chưa có biện pháp gì cả, nhưng mà tôi nhất định. Anh Tinh, đã tới rồi thì cứ yên tâm. Ngày mai sau khi mai táng anh Hứa xong, chúng tôi sẽ thương lượng với anh. Đánh được rồi chứ? Có phải là muốn gặp ông nội không? Đánh hết 2 ngày rồi không đánh được à? Không biết cái hộp này là hộp gì? Không biết tại sao. Mắt đai quá. Nè, răng đến chút đi. Ở đây xung quanh không có cây cối gì đâu. Tôi đến lâu lắm rồi, bây giờ khó chịu quá. Rất may là ông nội có một bảo vật bảo gia truyền. Cái bảo vật này anh chuyên trị mắt đai đó. Thiệt hả? Thiệt. Mau lên. Nè, nội dung từ nhỏ tới lớn đó. Ông Đinh, thị trưởng và tiểu thư Như Tiên đã tới rồi. Gặp rồi, cái đường mình á. Tôi đã từng gặp qua cô gái mặc áo đen đội nón đó rồi. Hồi nào? Trước khi gặp nội treo cổ đó, tuy là không mặc đồ giống vậy nhưng mà bảo đảm là cùng người mà. Vậy sao? Không sao. Ông Đình, cái chết của ông Hứa làm cho tôi rất đau lòng. Đúng là thiên kỵ anh tài. Cảm ơn thị trưởng quan tâm. Cơ tôi là thị trưởng à? Sao cách xáo vậy? Như Tiên. Anh Lực. À phải rồi, tôi mới quen một người bạn. Để tôi giới thiệu cho các người. Vậy hả? Người đó ở đâu? Anh Tinh, qua đây. Dạ. Anh ta tên là Châu Tinh Tổ, là thiếu niên anh hùng, một tay đánh chết Lôi Lão Hổ. Hai. Châu Tinh Tổ, chào anh. Tụi tôi gặp nhau rồi mà, còn rất là quen thuộc nữa. Hai người quen nhau hả? Anh Châu à, chắc là anh đã nhìn lầm người rồi. Lần trước ở bờ sông đó, cô quên rồi hả? Anh Tinh, cô Như Tiên này là con gái của ông thị trưởng. À, thị trưởng. Đây là bạn thân của tôi. Vậy à? Mày nói từng gặp mặt sao không nhận ra mày vậy? Ông Đinh, Hoàng Kim Quý đã tới. Ông Đinh à, là gì? Là con mèo tới đưa đám con chuột. Đinh à, thằng này là Hoàng Kim Quý, anh em kết nghĩa với Lôi Lão Hổ đó. Là tình địch của ông Đinh mà. Nghe nói cái chết của Hứa Văn Cường sau lưng có bàn tay đen của nó. Xin lỗi nha ông Đinh, tôi tới trễ. Không có gì. Tôi tin rằng ở đây không có ai cảm thấy tổn thất đâu. Tốt lắm, ông Đinh là một người rất sảng khoái. Hôm nay tôi kiếm ông là để bàn một chuyện làm ăn. Hy vọng là không phải cái vụ của anh Hứa lúc sanh tiền. Cô Xuyên đã phương tự rất là thưởng thức tài qua của ông Đinh. Hứa Văn Cường ngu dại, ông Đinh là một người tuyệt đỉnh thông minh. Tôi tin rằng ông Đinh đã nghe qua một câu nói, người thức thời vụ là tuấn kiệt đó rồi. Chỉ có cái tướng thôi là biết nói là kẻ gian, chỉ có cái miệng thôi biết nó muốn nói cái gì rồi. Anh về nói cho bọn Nhật biết, Đinh Lực này cái gì cũng dám làm, không dám làm hắn gian thôi. Rượu mời không uống đừng uống rượu phạt nha. Rượu mời không uống đừng uống rượu phạt nha. Ông dám nói với tôi như vậy à? Ông giỏi thiệt, mình về. Ông giỏi thiệt, tụi mình về. Sao gây gớm quá vậy? Nó muốn nói cái gì mà biết hết trơn à? Ê, kẻ gian là nói y vậy thôi mà. Bây giờ thời đại tôi đó cũng nói y vậy đó. Bên kia có cây súng máy đó. Ở đằng kia bắn chết nó đi. Anh hãy mau tìm cách đi cứu anh Lực đi. Cô lo, chỗ đó không ai làm thương hại ông đâu.
Không ai ngó thấy ông, không ai ngó thấy ông, không ai ngó thấy ông, không ai ngó thấy ông. Vô lý điệu, không có thấy nói gì. Để kép đây, để kép đây. Dạ, kia, kia ra ngoài kia đi. Đây, 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 ở bên kia, ở bên đây. Kia. Ở bên đây, ở bên đây, đây, ôi, quay ra. Mày sao rồi? Phá công quá độ. Tin, tin, tin. Anh có sao hay không? Tin, tin. Tin. Đừng đi nha, đừng đi nha, đừng có đi nha, đừng có đi nha. Không sao, không sao, đừng sợ, đừng sợ. Mày làm gì vậy? Cả chừng. Thế nào? Nguyên khí tổn thương. Ê, ê, thiệt ra mày có biết pháp thuật hay là không? Hồi nãy mày làm như vậy, tụi nó không thấy ông Đinh thiệt. Thiệt ra thì cái công phu này gọi là... Nếu như nói là tôi có pháp thuật thì nó có tin không? Tao tin. Tin hả? Tin. Tại sao tôi nói tôi đến từ thời đại khác, nội không tin? Tao tin. Tôi nói tôi là cháu của nội, nội thấy sao? Cũng tin. Nội, nội không cảm thấy là ngông cuồng lắm sao hả? Thật là rất ngông cuồng. Vậy mà tin. Tao cũng tin vậy mà. Sao vậy? Tao sao biết được. Lần đầu tiên tao thấy mày, tao cảm thấy mày rất là thân thiết với tao. Tao biết mày không hại tao. Thiệt hả? Thiệt. Tôi không hại nội đâu, bởi vì nội thiệt là ông nội tôi mà. Cháu Quan. Ông nội. Nội. Cháu Quan. Cháu Quan. Cô Như Tiên đâu? Đã về rồi. Cô kia tao nói với mày, cô chưa bao giờ gặp mày đâu. Đâu phải vậy, cô mắc cỡ không dám nhận nữa. Mày chết rồi, mày đã rơi đầu dưới tình rồi đó. Ê dạ, không phải vậy đâu, nội đừng có nói bậy bạ như vậy nữa. Đúng rồi, cái mặt mày suy tình mày không biết chứ. Thiệt hả? Thiệt đó. Vậy còn biết không? Vẫn biết được. Vậy? Càng biết. Vậy chắc không biết rồi. Trời ơi, vậy là càng suy tình nữa. Nếu mà tôi suy tình vậy chắc cô Tiên biết rồi gì hả? Tất nhiên có thấy rồi. Vậy biết sao đây, tôi chỉ sợ không còn hy sinh thôi. Bài trừ gian nan, kẻ địch ủng hộ tôi càng phản đối, kẻ địch phản đối tôi càng ủng hộ. Tôi cua cổ. khoan đã. Còn khoan gì nữa? Bây giờ tôi phải tìm cách trở về thời đại của tôi mới được. Đâu ở không nghĩ chuyện lẫn quẩn vậy chứ. Mày nghĩ ra chưa? Chưa. Vậy thì mày cua trước đi. Vẫn không được. Tại sao không được? Ông Đình tốt với ông cháu mình quá mà. Ông nói sẽ ra vốn cho mình làm ăn đó hả? Tôi ngại nhất điều là hình như ông ta cũng rất là thích cô Tiên nữa. Nếu như mà tôi làm gì? Khờ quá. Bây giờ thích tự do luyến ái mà. Mọi người cạnh tranh công bằng. Huống chi quan trọng nhất là... Là gì? Là mày xấu xí như vậy chưa chắc cô được. Linh Mục, tôi có tội. Trên thế giới này có ai là không có tội lỗi? Nhưng mà bây giờ tôi lại muốn đi phạm tội. Cả bản thân của tôi không có năng lực chống lại tôi. Vậy thì anh thành tâm cầu khẩn, xin Đức Chúa ban lực lượng cho anh, để cho anh khống chế được bản thân. Nhưng mà tôi muốn biết là nếu mà tôi phạm tội thì Chúa khoan dung như tôi không vậy? Nếu dù anh có phạm tội thật, nếu như anh thành tâm hối cải, Đức Chúa nhất định sẽ khoan dung cho anh. Vậy tôi yên lòng rồi. Nè nè nè, anh có cảm thấy rất chật hẹp hay sao hả? Sao sao, làm xong chưa? Xong chưa? Giờ biết xong rồi, giờ quyết xong rồi. Nàng nghe nói là mỗi ngày giờ này cô Tiên đến đây phải không hả? Tới rồi kìa. Nè, bắt đầu. Cảm ơn Linh Mục. Chào cô Như Tiên tới cầu nguyện đó hả? Tốt lắm, vị Linh Mục này rất là linh thiêng đó. Giỏi nữa. Tôi không làm phiền cô. Tạm biệt, tạm biệt. Xuân Thiên à, cô hãy ra bên ngoài chờ tôi. Thưa Linh Mục, tôi đã có tội. Hay dạ. Trên thế giới này ai lại không có tội? Linh Mục à, tại sao giọng nói không lại khác xưa? Phải. Tối hôm qua tôi nằm chiêm bao thấy Chúa Trời
còn thấy thánh mẫu và thánh cô nữa. Các ngài nói chuyện với tôi hơi lâu cho nên tôi khàn tiếng. Hãy nói chuyện cô đi. Tôi té ra cô là thiên sứ hạ phàm, cho nên cô phải cẩn thận khi mà lựa chọn người bạn đường của cô nha. Chân mạng thiên tử của cô đã xuất hiện rồi, cô biết không vậy? Chân mạng thiên tử? Tôi có gặp anh ta hay không? Có, cô đã gặp ảnh rồi. Anh ta còn đã cứu cô nữa. Cô có cảm thấy có một vị thiếu niên anh hùng diện mạo tương đương tuấn tú đã từng cứu cô không vậy? Tương đương tuấn tú? Tôi đâu có thấy qua. Nhưng mà người cứu tôi hôm đó, bộ dáng anh ta rất là ngơ ngốc. Tức là có 7 phần tuấn tú, 3 phần ngu ngốc đó. Đó là lương duyên trời định đó. Cô nhanh tay thì được, chậm tay thì mất. Cô được cái phù lòng của Chúa ban cho cô nha. Có gì mà coi đó. Rất cực lạc. Thằng Tinh nó vô ngọt con gái thì hết chỗ chê. Cô Như Tiên đang tin nó 100% đó. À, vị ngự trong đó không có phải là linh mục à? Tất nhiên là không phải rồi. Sau này tụi cô sẽ có 7 đứa con trai, 8 đứa con gái, và dời lên đồi núi tên là Trạc Điên ở Hồng Kông. Còn nữa, còn có được 5 chiếc xe hơi. Linh mục à, cái mộng của ông hình như là càng nói thì càng dài. Vậy hả? Vậy thì cô nghe đi, có lợi cho cô mà. Nè, cái người trong kia không phải là linh mục đâu đó nha. Còn nữa tôi phải nói nữa nha. Ai đó? Tôi muốn vô trong chút. Trong này chặt lắm. Ây da, cái đồ quân dâm tặc này giả linh mục để cua con gái. Tên dâm tặc ở đâu hả? Nè, là ông à. Đừng có chối nữa nha. Ê, hết rồi. Xuân Thiên, tụi mình đi. À nè, cô Như Tiên à. Xin lỗi nha, tôi không ác ý đâu. Tôi làm vậy là chỉ gì? Được rồi, về chuyện này tôi sẽ không nói cho ông Đinh biết đâu. Ừ, cảm ơn, cảm ơn. Nhưng mà tôi không muốn nhìn thấy cô lần thứ hai nữa. Chào ơi. Tụi mình quá đáng thiệt, đáng bị chửi đó. Tao cần thảm nữa, bị người ta đá một cẳng nè. Nhưng biết sao tao thích quá đi. Người nào thì người đá tao. Mày biết thế nào rồi? Chắc là không hy vọng đâu. Mời vô đi. Lớn lắm à. Từ chơi đi nha. Đi chơi. Đây vui tiền đấy. Bên đây chơi vui tiền đấy mà. Đi. Ông Đinh tới kìa. Chào ông Đinh. Casino này 10 năm qua vẫn có khách tới chơi đông đảo. Nếu như ông không phản đối thì tới tiếp tay chúng tôi đi. Xin cảm ơn. Mua xỉu. Số 18, lần tay rồi còn mua xỉu. Tôi biết. Tôi ngó thấy thấu con xúc sắc đó mà. Lần này hả? Để coi coi. 5, 4, 14 điểm là tài đó. Tôi biết là tài, nhưng mà tại muốn thua thôi. Ông Linh không phản đối chứ? Khui đi. Tên. Chuyện gì mà anh ta xúc động vậy? Nếu ông nói có bị người ta đánh thì không? Không đâu. Vậy thì tôi nói tên. Ôi, 5, 4, 14 điểm tài. Không lẽ nó ngó thấu được thì sao? Ông Đinh à. Chúc mừng. Cảm ơn thị trưởng. Đừng khách sáo. Tên. Hai. Nha, sao có mặt hai người này đây vậy? Cứ mặc kệ họ đi. Tôi đã nói với hàng kiềm quý rồi. Chuyện xảy ra ở nghĩa trang, nó nói không chỉ giúp tới nó. Tôi đoán không sai. Ông Đinh, Hoàng Kim Quý đã tới rồi. Chúc mừng ông Đinh nha. Chúc mừng casino của nhà họ Đinh đại triển hồng đồ, thua thật là nhiều tiền. Chỗ này không quan nghênh anh đâu. Ông Đinh nè, ông có thể không có quan nghênh tôi, nhưng mà tôi e rằng ông không thể nào không quan nghênh của tiểu thơ xuyên đảo phương tử của cộng đồng phồn vinh đại Đông Á. Xin chào ông Đinh. Mặt không đỏ lại không mệt. Võ nghệ của cô xuyên đảo quả nhiên bất tầm thường. Tôi rất kính phục. Quá khen. Cô xuyên đảo, tôi thật là quá mệt rồi, chịu hết nổi. Tôi tưởng là cô ta biết kinh công ghê gớm, thế là nhờ một người thế thân làm giùm đó mà. Lăn qua một bên đi. Ông Đinh, bấy lâu nay tôi làm việc gì cũng rất là trực tiếp. Ông mở casino mục đích cũng vì kiếm tiền, còn tôi tới đây hôm nay mục đích cũng là muốn kiếm tiền.
Chị cứ muốn chơi môn nào? Tài xỉu. Không biết hai hộp vàng này có thể đổi bao nhiêu tiền? Lấy 10 triệu franc đổi cho cô Xuyên đảo phương tử đi. Dạ, ông Đinh. Tên à, mau tỉnh dậy đi, có người phá đám kìa. Cô Xuyên đảo, mời. Đại quân. Ba ba hai, 8 điểm xỉu. Được, tôi đánh tất cả xỉu. 332, 8 điểm xỉu. Chung cho cổ. Lắc tiếp đi. Một, hai, ba, sáu điểm xỉu. Khui. Một, hai, ba, sáu điểm xỉu. Hay quá vậy. Hay quá. Chung đi. Ông Đinh, tiếp tục như vậy nữa không được đâu. Người này hình như có thể ngó thấu hồn lúc lắc đó. Ngó thấu lúc lắc? Ừ. Tìm cách cứu tỉnh anh Tinh đi. Dạ. Nguy tao rồi, tên là Tinh. Đây là viên thuốc hồi hồn giả tủ rất là linh nghiệm. Sau khi uống thuốc này dù cho sai đến đâu cũng phải thức tỉnh vậy. Cho nó uống đi. Nè, tỉnh lại đi. Tỉnh lại đi. Tỉnh rồi. Chuyện gì? Ở đằng kia có một người thắng Đinh đó, rất là nhiều tiền. Đại quân. Nè, cô cho nó uống thuốc gì? Nó bị ngất xỉu vậy. Tôi đâu có biết làm sao. Không được đâu, phải mạo hiểm. Nè, cô Như Tiên, làm ơn giúp giùm tôi đi. Bằng không Đinh sẽ thua phá sản đó. Tôi làm sao giúp bệnh? Cô qua đây đi. Nè, tỉnh lại. Qua đây, giúp giùm đi. Tôi làm sao giúp bệnh? Cô cúi đầu xuống. Anh Đinh à, tôi là Như Tiên đi, anh có sao không? Cô Tiên đó hả? Cô hôn tôi à? Nhưng mà lần sau nhớ xúc miệng trước nha. Ông Đinh à, tại sao chơi tài xỉu dễ trúng như vậy? Tôi e rằng thắng một chán bài này nữa thì casino của ông sẽ đóng cửa đó. Khai trương và khánh tận cùng trong một ngày, thật là ngẫu nhiên đó ha. Tôi dám mở casino không sợ cô ăn đâu. Tôi chỉ sợ là cô không dám chơi thôi. Được, bàn tay này sẽ đặt hết, không đặt là đồ khốn nạn. Lúc lắc, khoan đã. Đại quân, chưa chết hả mày? Hay thiệt. Tại sao mày chưa chết hả? Đi qua kia. Tại sao mày chưa chết? Nó là bạn của tôi đó. Đi. Mau. Tại sao mày chưa chết? Mày chưa chết sao tôi chết được chứ? Thôi đi. Đừng cãi nữa. Thì không ngờ gặp mày ở đây. Bây giờ tụi mình đứng chung một bọn đi. Tìm cách trở về năm 91 đi tính sao? Có ai rảnh mà trở về với mày chứ hả? Cô Xuyên đảo rất là coi trọng tao. Ở đây có vinh hoa phú quý chờ tao hưởng lạc. Tao trở về 1991. Mỗi tháng chỉ được hơn có 100 bạc nhân dân tệ. Lấy để làm gì? Nè, mày không muốn mà tao muốn đó. Mày giúp tao đi mà. Tụi mình cùng nhau phát công đi. Hey, tao tới đây là muốn làm cho Đinh Lực phá sản thôi. Không có rảnh chơi với mày đâu. Hê. Được, mày không giúp tao, đừng hòng thoát được Đinh Lực. Anh Tinh, chắc chắn không? Chết rồi, nhìn không có thấy hậu ở dưới. Là số mấy hả? Một hay là sáu đi. Một là xỉu, sáu là tài. Tài hay xỉu đi? Nghĩ kỹ chưa? Tao nói cho biết nha, xỉu đó cho mày tức chết luôn. Tài hay xỉu hay là sổ bảo? Bằng này đừng đặt. Không đặt. Không đặt là khốn nạn đó. Vậy bây giờ đặt tài hay xỉu? Bằng này thấy không có rõ đó. Đừng có nói tao lao nữa. Ta làm người không thể mất thể diện được đâu. Vậy chắc là tài rồi. Được, đặt hết tài đi. 1, 3, 4, 8 điểm xỉu. À, quang hồ! Kêu mày đó là chắc sai rồi.
Nói cho mày biết á, còn đặt trật nữa. Mày thì là ngu nhất đó hả? Té ra thủ hạ của ông Đinh còn có rất nhiều cao nhân vị sĩ. Xuyên đảo phương tử này thật là tâm phục khẩu phục. Nhưng mà ông phải cho tôi cơ hội thắng lại mới được. Nhiều lắm là 10 ngày nữa tôi sẽ tới chỗ này chơi phé với nhau, có được không? Ông Đinh đừng lo, tới khi đó tôi ủng hộ ông mà. Được, cô tới lúc đó cô còn trò gì? 10 ngày sau, nếu như tôi còn thua, tôi và Hoàng Kim Quý sẽ không còn tái xuất hiện ở Thượng Hải nữa. Trái lại, ông Đinh cũng phải như vậy. Nè, có thị trưởng làm chứng. Ông Đinh à, đừng có trúng kế. Nếu họ thắng tôi, thì định lực này đâu còn chỗ nào đứng được nữa. Được, quyết định vậy đi. Tụi mình về. Khoan đã, chú ba đâu? Sau này anh sẽ biết. Ê, ê, đại quân. Nè, các vị, xin quan ngươi lên tin. Quân ơi! Các vị quý tân, hộp đêm của chúng tôi xin chúc mừng ông Đinh Lực được đắc ý ở casino, đánh lui bọn Nhật Bổn không còn một manh giáp, còn về tình yêu càng được như ý. Không ngờ anh tin rất lợi hại, thắng được rất dễ dàng. Nè, em muốn gì? Cái thằng tên nó biết con này là chị đó, có ghê gớm không? Đúng là nó biết, đâu phải là anh biết. Biết, tôi cũng biết, cũng biết. Anh nói dối. Đâu phải, để tôi chứng minh cho cô coi. Đi đi đi. Lúc tay cô thiệt hay giả gì? Hả? Tên à, xin lỗi xin lỗi. Lại đây, mày có gì phải cái sơn mới đã được ngươi không? Phải rồi, gì đây? Thì tao muốn lấy là đánh vào ngực tao một tay đi. À, đánh đi. Thiệt là bực mình quá. Cô Tiên không con cái thôi, đánh cách sơn đã ngu không được vậy chứ. Đánh qua xem. Ê, tôi đau lắm rồi. Ông mà, có sao không vậy? Bị thương nè. Bị thương. Xuân Tiên. Xuân Tiên. Nè 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 nè, Nam Nhi đại trưởng phu chủ yếu là kiếm tiền. Tôi ra vốn cho ông làm ăn, ông muốn làm nghề nào? Ông là Châu Đề Phúc tất nhiên phải mở tiệm vàng rồi. Tao đâu có biết mở tiệm vàng. Tao bán bánh bao thì được. Bánh bao đâu có phát triển được chứ. À đâu phải, thời đại của tôi có người bán bánh bao nổi tiếng lắm đó. Vậy hả? Mắt đa nồ đó. Sao có tên kỳ vậy? Cái tên này quay hùng lắm nha. Có người quay phim tên là Mạch Đăng Hùng nè, có ca sĩ tên là Ma Đa nè nè. Tất cả đều trở thành tỷ phú phát tài dữ lắm đó. Tao đổi tên là Mạch Đăng Phúc. Như vậy nghe thiệt rồi đã tài lắm ha. Vì mở tiệm bánh bao Mạch Đăng Phúc đi. Cảm ơn ông Đinh, cố gắng làm nha. Dạ biết rồi. Hôm nay tôi rất vui mừng vì có anh Tinh giúp tôi hạ bệ tội Nhật Bổn. Lại có hồng nhan tri kỷ như cô Như Tiên. Lại có bạn bè ủng hộ tôi. Bây giờ tôi xin tuyên bố một tin mừng. Cái gì vậy? Gì hả? Tôi với cô Như Tiên đã quyết định tháng tới sẽ đính hôn. Hoàng hô, hoàng hô. Tên à, mày có ra không? Có ra không vậy hả? Mày đừng có hụt nổi mày nghe mày. Đã có 3-4 ông bác sĩ xem rồi. Tôi thiệt là lo. Phải rồi, tại sao anh ta là như vậy? Tôi quen một vị bác sĩ người Đức rất là giỏi. Để tôi mời ông tới. Vô ích thôi, bệnh tâm tình phải dùng tâm tình mà trị. Ông nói cái gì? Đâu có. Tôi nói bệnh nó rất nặng, phải dùng nhân sâm chữa nó mới được. Trong nhà tôi có thiếu gì lão sơ nhân sâm, cho anh ăn thay cơm cũng được mà. Cần gì ông nói? Chỉ cần làm cho anh bình phục lại, tôi không tiếc gì cả. Sự an nguy của thành Thượng Hải đang tập trung trên mình của anh. Ông ráng lo cho anh nha. Ê, cô Xuân Thiên, cô Xuân Thiên à. Hả, có chuyện gì đó? Không, thật ra thằng Tinh nó có bệnh tương tư. Ảnh tương tư cô nào? Tôi chỉ nói cho cô biết, nhưng cô đừng nói ai biết nha. Được rồi, nói mau đi. Được rồi, nó tương tư cô Như Tiền đó. Hả?
Anh muốn nhìn với ông Đinh à? Đâu phải. Lần đầu tiên ở bờ sông nó có thấy cô Như Tiên, lúc đó mặc chiếc áo trắng, giày trắng, cởi con ngựa nữa. Cổ còn ngó nó mỉm cười. Không ngờ lần thứ hai gặp lại cổ, cổ lại thờ với nó, cho nên nó mắc bệnh tương tư đó. Không lẽ? Không lẽ cái gì? Không có gì hết. Nhưng mà như vậy nè, nếu như tôi và anh rủ cô Như Tiên ra ngoài đi chơi dánh một ngày, đoán coi anh ta còn ngơ ngốc vậy hay không? Tất nhiên không phải rồi. Không biết công lực anh ta khôi phục lại hay không ha? Tất nhiên khôi phục rồi. Vậy cũng được, ngày mai đi nha. Thôi đi, bây giờ tôi phải lập tức về nhà hỏi cổ. À, bà Vũ. À, cô Như Tiên không có ở nhà. Không phải kiếm Như Tiên, kiếm Như Mộng. Cô Mộng đang chơi ở trong phòng. À, bà Vũ à, dạo trước có bác sĩ tới đây xem cái ốc của cổ, bác sĩ đó nói thế nào? Bác sĩ nói, hồi nhỏ cô ta phát bệnh viêm não, ảnh hưởng cô ta phát dục, cho nên bây giờ trí lực của cổ như đứa con nít 5 tuổi vậy đó, không thể trị được đâu. Vậy tôi vô thăm cổ. Dạ được. Như Mộng, chị Xuân Thiên à, cô quen biết anh ta sao? À, phải rồi, hay là để tôi dẫn cô đi gặp ảnh đi nha. Được. Nè, cái này là của cô đó, cô đây. Tinh à, bữa nay tiệm của nội vừa khai trương, sao mày đứng thẳng tờ vậy? Nè. Hết rồi, gả cho người ta rồi. Hết rồi. Ê, đại trưởng phu sự gì mà không có vợ chứ? Kiếm người thứ hai đi. Hết rồi. Có câu nào khác nói không? Hết rồi. Anh Phúc. Ê, Xuân Tiên. Anh coi thử có ai tới nè. Hãy tin, mày coi ai tới kìa. Anh Phúc. Xuân Tiên. Thế chưa, tôi dẫn cô ta tới rồi đó. Có phải cô định đính hôn thiệt không? À, đâu có đâu. Ông Đinh nói chơi thôi. Thiệt hả? Thiệt mà. Nội à, nội có nghe chưa? Cậu không có đính hôn đó. Nhảy múa một bản để chúc mừng đi. Có nghe chăng? Em từ ngày đang nụ cười ấp cờ vàng, muôn hoa xinh tươi như đang chờ đón xuân sang. Mên man trong hơi nắng ngắm chào mừng cuộc đời, chào mừng cuộc đời qua cùng ngàn lời, qua cùng ngàn lời. Let's all lo, hôm nay ta vui ta say cùng hãy nâng ly, nâng lần men cây bao u sầu sẽ qua đi. Cho nhau đôi môi ánh mắt nụ cười đang ơi, nụ cười đang ơi làm hồng cuộc đời, làm hồng cuộc đời. Vui bên nhau, hãy đến cho nhau tình yêu thiết tha, quên hết bao ưu phiền trong chúng ta. Ta vui ta say cùng hãy nâng ly, nâng lần men cây bao u sầu sẽ qua đi. Cho nhau đôi môi ánh mắt nụ cười đang ơi, nụ cười rạng ngời làm hồng cuộc đời, làm hồng cuộc đời. Vui bên nhau, hãy đến cho nhau tình yêu thiết tha, quên hết bao ưu phiền trong chúng ta. Anh em ơi, hãy bước tay bước cho điều bước, hãy vui bên nhau cho ta quên hết âu lo. Hôm nay ta vui ta say cùng hãy nâng ly, nâng lần men cây bao u sầu sẽ qua đi. Nụ cười đang ơi, nụ cười rạng ngời làm hồng cuộc đời, làm hồng cuộc đời. Có nghe chăng? Cô em từ ngày đang nụ cười hất cờ vàng, muôn hoa xinh tươi như đang chờ đón xuân sang. Mênh mang trong hơi nắng ngắm chào mừng cuộc đời, chào mừng cuộc đời qua cùng ngàn lời, qua cùng ngàn lời. Vui bên nhau, hãy đến cho nhau tình yêu thiết tha, quên hết bao ưu phiền trong chúng ta. Anh em ơi, hãy bước tay bước cho điều bước, hãy vui bên nhau cho ta quên hết âu lo. Hôm nay ta vui ta say cùng hãy nâng ly, nâng lần men cây bao u sầu sẽ qua đi. Cho nhau đôi môi ánh mắt nụ cười đang ơi, nụ cười rạng ngời làm hồng cuộc đời, làm hồng cuộc đời. Cùng nhau ta hát vang.
Bây giờ tôi chịu không nổi đâu. Wow, cái này không có ngon đâu. Ăn cái này mới ngon nè. Xuân Thiên. Gì đó? Cô coi thằng Tinh với Như Tiên rất vui mừng đó. Để nó không phải là Như Tiên, là Như Mộng mà. Nó giống như đứa con nít mới lên năm thôi. Khờ quá. Tụi nó vui chơi là được rồi. Ai, nếu cái tên tôi có chữ Mộng thì tuyệt vời, thiệt là lãng mạn quá. Cô nói đi. Tôi nói là lãng mạn. À, tôi nghĩ tới một cái tên rất xứng với cô, có chữ Mộng nữa. Tên là gì? Tàn Mộng. Anh chết đi nè. Nó chơi tôi mà. Ê, coi đẹp quá. Nè nè, Xuân Thiên à, Xuân Thiên, Xuân Thiên à, nè nè, Xuân Thiên. Cô Như Tiên như có gì lạ lắm. Hả? Quái lạ? Quái lạ cái gì? Hôm nay cô không có nói gì hết, chỉ cười thôi. À, phải rồi, phải rồi. Cô học ngoại văn thích nói tiếng Pháp lắm á. Vậy à, vậy cô dạy tôi nha. Ờ, như vậy thì trước tiên anh phải có một cái tên Tây mới được. Cô đặt tên cho tôi đi. Ờ, tôi đặt là Commentalivu nha, ok, ok. Có tên nào hay hơn không? Ê, giờ cái dùng tạm gì đi mà. À, chờ tôi với, chờ tôi với. Comment allez-vous? Comment allez-vous? À, tối nay chơi cà luôn. Ừ? Sao về mau vậy? Phải rồi. Anh Tinh, qua đi uống trà đi. Ừ? À. Ông Đinh. Anh Tinh à, cái môi của anh sao vậy? Tôi bị con mèo cắn đó. Hôm nay đi đâu chơi? Đi tham quan danh lam thắng cảnh. Bữa nay chơi được bữa vui lắm. Nhưng mà anh phải cẩn thận. Xuyên đảo phân tử cùng với Hoàng Kim Quý, hai đứa này rất là độc ác. Trong quyết chiến này tôi tin cậy vào anh. Ông Đinh à, ông đừng có lo nha. Như Tiên, anh có lấy vật tặng cho em từ bên Pháp tới. Đổi mấy thuốc dán đi. À phải à. Ừ, ông Đinh à, tôi đi nha. À. Anh Tinh này ta chưa nhanh lẹ, còn cờ bạc rất là xuất chúng. Đáng tiếc là tối ngày như thằng ba trận. Có lẽ tôi phải kiếm cho anh ta một cô bạn gái. Em nghĩ xem anh ta thích loại gái nào. Làm sao mà em biết được? Đừng mà, đừng mà, đừng có trốn qua đây. Ê, ê, cổ ra tới kìa, ra kìa. Này cô Như Tiên à, tôi biết là bởi vì có ông Đinh ở đây cho nên cô hơi ngại ngùng chút, không muốn nói chuyện với tôi. Nhưng mà ngày mai cô rảnh không hả? Chúng mình ra ngoài chơi nữa. Mà nói cái gì tôi không hiểu. Bây giờ đây đã có ai chứ, đừng có mắc cỡ nữa mà. Hôm nay chơi vui quá hả? Anh hãy làm ơn lịch sự một chút đi nha. Thấy chưa, đã nói mày tự tìm cái xấu hổ chứ gì. Quả thật là hai người khác nhau. Ừ, phải rồi, hai người đó. Nè, mày nghe tao nói đi. Còn nói gì nữa chứ, đồi kiếm được Xuân Thiên rồi bỏ mặt tôi vậy đó. Đâu phải vậy, tao chạy lén lúc thương cổ. Không biết Xuân Thiên nghĩ sao. Để nói cho nội biết nha, Xuân Thiên là bà nội của tôi. Là gì của nội? Má của tao. Vợ của nội đó. Hả? À? Tấm ảnh mà nội chụp kết hôn với cổ bây giờ treo nhà con kìa, năm 1991 đó. Đâu phải vậy. Tất cả đã nói cho nội biết hết rồi, tên này không phải là quyền của nội thôi. Làm gì? Tao muốn mửa. Mửa đi. Tiếng gì vậy? Sao nó reo? Nó reo rồi. Ông Đinh, ông Đinh nè, ông Đinh nè, ông Đinh, ông Đinh nè, ông Đinh. Ông Đinh coi đây mà nghe thử đi. Hello, Tinh à, tôi là anh Năm đây. Anh Năm hả? Rốt cuộc Tinh gọi với tôi rồi, tôi gọi cho anh nhiều lần lắm mà không có được. Tôi cũng đánh cho anh nhưng mà đánh không được. Bây giờ nó nghe tôi nói nè. Tôi đang ở Thượng Hải năm 1937. Cái gì? Tôi biết là quan đường lắm nhưng mà anh tin đi. Tôi đang chính xác ở Thượng Hải năm 1937 đó. Tại sao lại như vậy? Cũng tại đấu phép với đại quân đó.
Theo như tôi biết thì trong lúc thi tuyển công năng đặc dị tới mức cùng cực, tất cả thời gian sẽ bị chuyển vậy, vì vậy mà tôi bị kéo vào con đường không có thời gian. Vậy bây giờ phải làm sao? Bây giờ anh tìm cách đi, tìm một số người có công năng đặc dị, dùng phương pháp đó để mà kéo tôi về thời gian bây giờ, có được không hả? Được, tôi biết rồi. Nè, đây là trang bị phản khủng bố tối tân nhất của tụi tôi đó. Con người bằng xương bằng thịt, cao 1'7". Súng lục tự động, có trái khói, có lựu đạn và thiết bị phòng độc nữa. Nè, còn đây là cây súng lục mà đối phương không thể phát hiện, còn máy dò thám hồng ngoại tuyến nữa. Chờ một lát, anh tin tôi tìm cách cứu anh. Thì anh nói lại nhảy làm gì nữa? Tôi là dưới cục trưởng đây, anh là ai? Cục trưởng giỏi lắm hả? Tôi là Đỗ Thánh Hoài Thượng Hải năm 1937 đây. Tôi đã đoạt mệnh chân cây kéo, mặc kệ anh là 37 hay là 97, tóm lại anh đừng làm phiền tôi phải đi nhóm họp. Lập tức đưa cho anh Nam nghe đi, bằng không đánh bể cái đầu anh ra bây giờ đó. Anh dám đánh bể cái đầu tôi? Coi chừng nha, tôi lấy cái đôi chân kẹp bể cái đầu anh đó. Ê, tôi đừng cúp dây chứ, khó gọi lắm đó. Anh ta trở về Thượng Hải năm 1937 thiệt đó. Ở Hồng Kông năm 1991 đánh điện thoại qua Thượng Hải năm 1937 hả? Không muốn nhóm họp thì thôi, anh đừng coi tôi là thằng điên nha. Đinh Lực chết chắc không sống được rồi, phải không? Dĩ nhiên. Nếu con gái của tôi kết hôn với Đinh Lực, nó chắc không tha cho tôi đâu. Vậy mình phải ra tay trước buổi tiệc nha. Nó nhất định bỏ mạng thôi. Không uổng công Hoàng Quân ra sức đào tạo ông, đưa ông lên làm thị trưởng Thượng Hải. Quả nhiên hữu dụng. Cảm ơn cô Xuyên Đảo Phương Tử, cảm ơn cô đã đề bạt tôi. Ê, không cần nói vậy đâu. Tóm lại chúng ta phải giết Đinh Lực trước, còn thằng Châu Tinh Tổ gì đó không có ra trò trống gì đâu. Hello, tôi đã nghe được hết rồi. Ông hãy đi ra đi, tôi không muốn nói chuyện với Hán Giang. Tôi là Hán Giang? Vậy ba của cô là cái gì? Ba của tôi không phải là Hán Giang. Hả? Ba của cô không phải là Hán Giang, là tay sai của nó. Đánh tao à? Như Tiên à, anh làm gì mà xô con gái tôi xuống đường vậy? Cổ kẹt được hết rồi. Chữa cả nhà nữa. Bây giờ không phải là lúc chịu cứu trách nhiệm. Con gái của ông chết rồi, Đinh Lực lấy ai đây? Cổ. Cổ? Nó là con gái của tôi, trí lực rất yếu. Nhược trí không sao đâu, chủ yếu là phải giống Như Tiền. Ngoan, uống đi. Nên nhớ nha, bây giờ con không phải là Như Mộng, con là Như Tiền đó. Đinh Lực là vị hôn phu của con. Nếu con không làm theo lời ba dạy thì coi chừng bà đánh chết con. Uống thuốc đi. Chào ông thị trưởng. Ông Đinh Lực, tôi Như Tiên có sao không vậy? Không có sao, chỉ bị cảm sòn thôi. Như Tiên, em thấy sao? Như Tiên, em không sao chứ? Cô Như Tiên. Như Tiên, Như Tiên, tôi là anh tin là bạn thân, nhưng em không nên làm vậy. Tôi nghĩ chắc là cô ấy bệnh cho nên mới làm vậy thôi. Nè, đừng nha. Ông Đinh à. Nè, nè ông Đinh à. Ông Đinh, ông Đinh. Đinh Lực à. Tôi rằng tôi là Ngọc Thụ Lăng Phong, nhưng mà cũng không nên làm vậy trước mặt Đinh Lực đâu chứ. Hả? Cô hiểu không vậy? Tôi hy vọng là cô đừng làm quá trớn nha. Ây da, tôi gian cô mà, cô đừng làm vậy được không hả? Lúc lạnh nhạt, lúc thân mật, tôi đâu biết được đâu mà rời chứ. Ông Đinh đâu? Đi về rồi. Ông kêu anh tối nay tới chỗ họp đêm gặp mặt ổng, có việc quan trọng thương lượng với anh. À,
Tin à, không biết ông Đinh kiếm mày có chuyện gì đó. Chờ có đêm rồi cũng không gặp ông. Phải rồi, sao vậy? Hết trời, không biết là có phải giận mày giật nhân tình của ông tìm mày trả tù không? Khờ quá đi, đâu có vậy được chứ. Nhưng phòng hờ thì tốt hơn. Nè, nè nè, làm gì không được đâu. Sao vậy? Đêm đó Hứa Văn Cường ở trong hộp đêm này, khi bước ra khỏi cửa thì bị người ta bắn loạn xạ chết ngay liền. Nếu hai đứa mình bây giờ đi ra không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng mà tụi mình ngồi đây lâu rồi, ngồi thêm chút nữa đi không sao đâu. Ừ. Vậy ngồi tới chừng nào? Có ai không vậy? Không thấy. Coi cho kỹ đi. Mày đừng có lo mà. Phải không? Đâu có ai. Cẩn thận chút đi mới được chứ. Đúng vậy. Hoàng Kim Quý. Đừng chạm tới tao, tao bị đạn mấy chục phát rồi. Là người ta giỡn thôi. Sao thị trưởng đi chung với nó vậy? Té ra thị trưởng cũng là hãng giang. Không phải Đinh Lực hẹn với anh đâu, mà là ông Hoàng hẹn với anh đó. Té ra là hãng giang. Nếu không để em là già cả đánh một trận rồi. Phải rồi. Mày không đánh hả? Thì tôi bắn nó. Ê! Tại sao mày? Bây giờ không hết giá trị lợi dụng rồi. Ê! Ai đó? Ông ta là đệ nhất cao thủ của Cô Xuyên Đả Phương Tử, tướng Ngũ Lục Lan tiên sinh. Tên à, cứu tao với. Cứu tao đi. Sao không cứu nó? Ông làm nội hay là chú ba đó? Chú ba thiệt hả? Hắn và đại quân cùng nhau lọt vào tay tôi đó. Cháu à, muốn gì? Anh là một kẻ thông minh, tất nhiên đã biết tôi muốn cái gì rồi. Chú ba, ông nội, hôm nay vì muốn cứu hai vị, không thể nào không lấy vật quý báu nhất của tôi trao cho con nữ cầm thú này. Được, cô lấy đi. Lấy cái đầu của anh. Anh tưởng rằng tôi thích cái tướng anh gầy teo vậy sao? Tôi muốn anh giết Đinh Lực thôi. Giết Đinh Lực? Không được đâu. Ông Đinh có hơn nặng với tôi tuyệt đối không giết ông. Không giết hả? Được, Hoàng Kim Quý, hành hình. Đừng mà, đừng. Thiệt là kéo dài tôi ra rồi. Đừng. Mấy người chưa hiểu ổng đâu. Ổng là anh hùng hảo hán. Chú ba không có gì vậy mà khuất phục đâu. Tự nhiên ra tay đi. Cái thằng khốn nạn. Mà những lời như vậy mà cái thằng khốn nạn nó nói ra được à? Anh nha, thật không thấy quan tài chưa đổ lệ. Lời hai đứa nó ra đây. Anh Phúc. Như Tiên. Xuân Tiên. Xuân Thiên. Anh Tinh à, anh đừng có tin tụi nó nha. Cô không phải là Như Tiên đâu, là Như Mộng đó. Trí lực của cô khoảng chừng 5 tuổi thôi. Cô nói gì chứ? Họ là chị em sinh đôi. Người mà Đinh Lực yêu là người chị, còn người mà anh yêu đó là cô khờ ngốc này. Hả? Khờ thiệt. Như Tiên đâu? Như Tiên nó bị bọn này nó giết chết rồi. Đúng vậy, là chính tao đã giết cô. Mày muốn ăn thịt tao hả? Buông nó ra, thả nó ra. Tụi bay, lập tức dẫn hai đứa nó xuống. Đừng có làm cái gì. Hai cổ chịu không nổi đâu. Cái thằng khốn nạn này, nó chưa làm cái gì mà nó hai cổ chịu không có nổi hả? Đừng có nói nữa, hai cổ thì chịu không nổi mà. Ê, tôi hứa với cô mau thả đi. Dẫn hai đứa nó vào trong, thả vào đợi phút. Cô xương não, còn tôi thế nào? Anh thì tiếp tục. Đừng mà đừng. Tôi đã cởi dây cho anh rồi đó. Anh đi về đi. Làm ơn dùng tay mở đi. Làm tàn hoài. Còn chưa đứt rồi sao? Thì coi đi. Người đâu? Dạ. Cởi trói. Cô Xuyên Đảo à, không biết cô muốn tôi làm gì. Muốn anh lấy cái đầu của Đinh Lực về đây cho tôi. Lấy cái đầu của ông Đinh? Thì đây có bắt buộc tôi vô ích thôi à. Tôi không thể nào ra tay được đâu mà. Đúng vậy. Anh phải tự mình thôi miên mình, làm cho anh rất thù ghét Đinh Lực. Như vậy ra tay được rồi. Thôi miễn gì. Anh nói theo tôi đi nha. Tôi phải giết chết cái thằng Đinh Lực mất dịch này.
phải giết chết cái thằng Đinh Lực mắc dịch này. Nó là lớn nhị trước mặt tôi đó. Tiếng la của nó thì biết tài. Gương mặt của nó xấu xí lắm. Giờ đốt cuộc tôi phát hiện được nó làm con điên rồi, cho nên mặc kệ nó, tôi bỏ về. Số 76 là Long Đàm Hổ Huyệt. Anh dễ gì giải thoát. Tôi biết công năng đặc dị mà. Không có thấy tao, không có thấy tao. Vậy là về thôi, dễ dàng lắm. Ông Linh ngồi đây. Không phải đơn giản như vậy đâu. Bộ diệt bộ của âm mưu, cuộc cơ bản này anh phải thắng. Anh Tinh à, anh thích nghe nhạc mà nói như vậy à? Hả? Ông nói gì? Nói lại lần nữa đi. Tôi nghe không có rõ lắm. Hả? Nói gì? Hả? Sorry. Ông Đinh à, ông đừng có sợ. Theo như tôi biết á, thì 8 năm nữa bọn Nhật Bộ sẽ đầu hàng thôi. Là bởi vì người Mỹ có ném cái thứ gọi là bom nguyên tử. Ơ! Cứng thiệt ha. Ông muốn ăn gì? Anh Tình, anh có việc gì muốn nói với tôi không? Ông Đinh, ly sữa công tôi để trong phòng rồi. Ông Linh à, hay là tụi mình chơi bằng cờ đi hả? Anh Tình, anh thành thật trả lời tôi một câu hỏi. Gì đây? Có phải anh rất thương cô Như Tiên không? Sao mà ông hỏi vậy chứ? Ở trong tâm khảm tôi, bạn hữu càng quan trọng hơn phụ nữ. Đặc biệt anh có quan hệ đến sự an nguy của quốc gia. Nếu như anh thật tình thấy thích cô Như Tiên, tôi quyết định rút lui để mãn nguyện anh. Để anh có thể chuyên tâm đả kích bọn Nhật Bản. Anh Tình, anh có gì chứ? À, không có. Tôi cảm thấy là ông Đinh đối với tôi tốt quá. Đã làm cho tôi rất là ân hận. Ông Đinh à, tôi khát nước lắm, tôi uống nha. Hình như là hơi lạc đó. Ở trong nhà tôi anh uống cái gì cũng không sao. Nhưng mà ở ngoài thì đừng uống. Bộ Nhật Bổn trong một năm chuyên môn dùng thứ gia tộc tạ lệ tán để đầu độc những nhân vật quan trọng của nước nhà ta. Quách Nguyên Giáp Đại Hiệp cũng bị chết vì thứ thuốc độc này. Thứ độc này có nhiều triệu chứng. Thứ nhất là tình tự vô cùng phấn khởi. Thứ hai là toàn thân ra khói. Thứ ba, khua tay múa chân, ta chỉ không thể kiềm chế được. Kế tiếp thì phát lãnh rồi hấp hối chết đi. Anh Tinh, không sao chứ? Không, không sao, không sao. Còn nói không sao nữa. Không sao mà. Mặt anh tái mét kìa. Tôi gọi thì hết thôi. Anh thì không sao chứ? Đỡ nhiều lắm. Tôi thấy sắc mặt anh không được tốt lắm. Để tôi kêu bác sĩ giùm anh. Anh Tinh. Hey, tôi đã cài giặt này coi được lắm chứ hả? Cũng vẫn trai lắm chứ. Đi vô đi, đừng lấp ló bên ngoài.
Tại sao mày dài vậy? Không giết ổng cho rồi. Anh Tình, anh đã làm tại sao cho bộ Nhật Bụng? Tôi không thể không làm vậy mà. Xuyên đạo phương tử đã bắt chú ba của tôi và Như Mộng, nguy hiếp và muốn giết chết họ đó. Như Mộng? Phải, cổ lời em xin đổi Như Tiên. Tôi có hiểu lầm của ta là Như Tiên. Thì ra thị trưởng quả nhiên là người Hán Giang. Còn Như Tiên đã bị Hoàng Kim Quý giết chết lâu rồi. Cái người mà hôm chúng ta đi thăm không phải Như Tiên đâu, là Như Mộng đó. Vì vậy anh trở về để giết tôi. Ông hiểu mà, tôi đâu có ra tay được chứ. Ông Đinh, lần này ông đối với tôi thì tốt quá, tôi không muốn làm vậy đâu. Anh Tình à, lấy đi. Anh là một người thông minh, nếu lấy được cái đầu của tôi để cứu mấy người đó thì anh cứ lấy đi. Tôi chỉ mong sau khi anh cứu được họ, anh phải giết Hoàng Kim Quý và Xuyên Đảo để trả thù cho tôi và Như Tiên. Nè, lấy đi, lấy đi. Lấy đi. Kim Bài sát thủ. Tên à, mau lên đi. Xin lỗi ông Đinh, bởi dính dấp tới cái thằng con của tôi. Nè khoan đã, tụi mình đâu cần làm vậy chứ. Nếu mà chúng ta lấy vật gì đó trên mình của ông Đinh, trở về giao lại cho Xuyên Đảo Phương Tử, rồi đăng cái tin của ông Đinh chết lên trên báo như vậy thì được rồi. Chắc chắn là qua bắt được họ mà. Vậy các anh muốn lấy món vật gì? Đinh Lực chỉ còn lại có hàm răng này thôi. Chỉ còn dọn dẹn hàm răng à? Đúng rồi, chúng ta đã làm nổ tan nát thịt xương của nó. Báo chí có đăng cái chuyện này đây nè. Cô làm ơn thả đứa con tôi và Như Mộng cũng như là Xuân Thiên đi. Cô Xuyên Đảo à, đừng có thả bọn Đinh Lực, nó chưa chết đâu. Hey, Tinh Tinh, nói một lần nữa coi. Tinh Tinh hả? Cô nói gì đó? Tinh Tinh, Tinh Tinh à, anh Phúc. Xuân Thiên. Anh Phúc. Xuân Thiên à? Tinh Tinh hả? Tôi kêu anh kìa. Tinh Tinh, người tình của anh đó. Tinh Tinh đúng rồi. Anh Phúc, Tinh Tinh. Anh Phúc, Tinh Tinh à? Anh Phúc, Tinh Tinh. Xuân Thiên. Tinh Tinh. Anh Phúc. Này, mày làm gì vậy? Sao không trả lời Như Mộng? Tôi nói sao đây? Cô ta nhược trí mà, cái đầu của ta chỉ là đứa bé 5 tuổi thôi. Tại ông tất cả. Ông đừng giấu giếm tôi chứ. Ông không hiểu biết gì tôi cả. Cứ giấu giếm tôi không à. Cô ta chỉ coi tôi giống như anh của cổ, hay thậm chí giống như là ba của cổ vậy. Mày cũng có thể coi như em ruột, coi như là con ruột, phải thương mến cổ nữa chứ. Đâu nhất định phải cặp bồ với cổ. Vậy được hả? Sao không được? Tinh Tinh. Ây da, cô đừng có khóc nữa mà. Nè, đừng có khóc nữa. Đừng có khóc nha, Tinh Tinh cô đang khóc kìa. Đáp lời cô đi. Như Mộng. Như Mộng à? Tinh Tinh. Như Mộng. Tinh Tinh. Đừng có sợ nha. Ba ăn cơm đi, có sườn heo đùi gà canh đây nè. Thằng khốn nạn, nếu biết mày như vậy tao không xem mày ra đâu. Ba xin ba đừng có giận mà. Câm họng đi. Tài xài Hán Giang, quân bán nước. Tôi nói chú biết nha, nếu chú chịu cải tà quy chánh thả tôi ra còn là bà con với nhau. Ở đây là số nhà 76, bên ngoài có nhiều người Nhật đó. Tao thả tụi bay cũng không chạy thoát đâu. Chú nghĩ kỹ coi tại sao chú bị bắt vậy. Đêm hôm đó tao đánh điện thoại tìm mày, không ngờ nổ đụng cái mở mắt ra tao thấy tao ở đây đây nè. Cái đó Xuân Đảo còn bắt được tao và cùng đại quân nữa, có phải tụi nó lấy điện thoại của mày hay không vậy? Sao chú biết? Tao có thấy, tao còn lén ra ngoài dùng nữa, không ngờ gọi đến Hồng Kông đó. Chú ơi, được được, chú nói dai vậy thì hỏi báo cáo thời tiết. Chú chết đi, tại sao chưa chết chứ? Thì sao nhân cơ hội nó đánh điện thoại cho anh Năm đi, kêu anh Diệp Minh tới đây cứu mình. Cái điện thoại đó không phải gọi lần nào cũng được đâu à, cho chú biết. Vậy tính sao? Tiếp tục gọi nữa đi. Thằng khốn nạn, nếu mày không tự giác gọi tao sẽ tự thiết mình. Đừng mà ba ơi, xin ba đừng có tiếng nữa, để con gọi thử coi, hy vọng lần này gọi được đó. Hy vọng lần này gọi được, hy vọng là gọi được, nhất định là gọi được. Ông Năm, có người kiếm ông đó. Alo, ai đó? Anh Năm à, tôi là chú Đạt đây. Bây giờ ở đâu hả? Tụi tôi ở trong đường hầm thời gian, bây giờ đang ở Thượng Hải năm 1937. Có một cô Xuyên Đảo Phương Tử nhốt tụi tôi ở số 73 đường Hà Phi. Đừng có hỏi nhiều nữa mà,
năm 1937, số 76 đường Hà Phi. Chú hãy nói cho anh Tinh biết, tôi đã kiếm được người có đặc dị công năng, lập tức tôi cứu chú. Anh mau lên nha. Alo, alo. Tinh à, mày nói biết không thu giật tại sao lấy không được? Bởi vì không biết cách cởi dây nịt của nó đó. Nó mang dây nịt chứ bộ. À, được rồi. Còn có thuật gọi là thôi miên có thể ảnh hưởng đến sóng điện trong óc của nó. Nhưng mà phải kiếm thằng nào mặc bơ bơ thì mới được. Nhất định là vậy. Tại sao? Bởi vì ý chí người thông minh mạnh lắm, khó mà khống chế được. Wow, thằng cha này thật là hết thảy. Lấy cái chìa khóa ra, thả tụi tao ra. Mau lên, mau lên, mau lên. Mở cửa sắt. Ê, ê, cái gì vậy? Ơ, cái gì? Lập tức mở cửa. Mở mau đi. Mau lên, mở cửa mau, nhanh lên. Phát cái vô. Nè, mới vậy mới nói thực tế là phải dùng đến võ lực. Quả như là kim bài sát thủ. Dĩ nhiên rồi. Nhưng vẫn là kim bài sát thủ lẹo cay. Kim bài sát thủ. Ở đây. Ủa, chết bao nhiêu người chạy trước đi. Còn nhiệm vụ gì nữa? Coi chừng giáp té. Biết rồi. Chạy lại lên. Chạy. Đi. Lên lên. Chạy đến vô mặt. Tay mặt thêm cú nữa. Thứ đồ bàn môn tả đạo như mày không thể kiềm chế tao được đâu. Alo. Hả? Điện thoại của tôi. Alo. Nè, lên đi. Lâm Thanh đi. Nè, sao không chịu nói đi? Kêu anh Năm tới nói chuyện với tôi. Nè lên đi. Giỡn chơi hoài, tới giờ này mới gọi cho tôi hả? Trễ hả? Anh nói cho anh biết tôi xin giấy phép đi bắt anh rồi. Anh nâng cấp hết thiết bị của bộ đội đặc biệt, còn dẫn cả đám có công năng đặc dị ở Quảng Đông đi chung với anh nữa. Ừ, tôi bây giờ đang bị người ta khóa tay theo kiểu Nhật Bổn, sắp tắt thở chết rồi. Bị khóa tay theo kiểu vật lộn đó hả? Anh bây giờ chìa hai ngón tay ra, nhắm 45 giác độ chỉ lên trên. Làm đi. Thế nào? Có chỉ trúng cặp mắt không? Ê, đâu có, trúng cái lỗ mũi thôi. Vậy thì anh cứ móc đi, móc hết không khí ra ngoài. Ê, ra rồi, xài được đó. Cần gì phải nói chứ? Không thì làm sao tôi làm người chủ tọa tiết mục đánh điện thoại hỏi võ nghệ chứ? Anh Năm đâu? Ê à, tôi lại bị trúng cái chiêu bích lít truy hồn quả của nó rồi. Vậy hả? Bây giờ anh đừng có nói dòng vo tâm quốc nữa.
Ai trên cầu dài có qua tất cả vô đây. Yes sir. Còn cách gì phá cái chiêu này không vậy hả? Cái chiêu bích đích truy hồn này thiệt là lợi hại đó. Phá làm sao được chứ? Thì chỉ vô mắt nó. Ôi vậy hả? Chỉ vô. Ôi chết đi mày. Làm giờ phút này làm sao mà tự cứu được đây? Bây giờ thế bà như này dùng con khỉ cấp đào. Phải rồi, khỉ cấp đào. Ăn cắp được chưa? Ăn cắp được rồi, lợi hại lắm. Để dạy anh một chiêu chí mạng nha. Đọt mệnh chân cây kéo. Anh nhảy cao lên không, hai cẳng thẳng ra, rồi quay tròn 180 độ, kẹp đầu nó ngay. Làm đi. Nó la hả? Tôi la. Anh la hả? Thiệt là. Còn chưa kẹp được nó đâu, bây giờ lại trúng cái chiêu quyên ương càng khôn nũ văn tỏa rồi nè. Dạ, quyên ương càng khôn nũ văn tỏ đó. Ôi trời, ghê gớm quá. Nè, bây giờ làm cách nào đây? Lấy súng bắn nó đi. Nè, anh có súng không? Không có súng. Anh không có súng hả? Vậy anh có cái gì? Chỉ có cái điện thoại thôi. Lấy cái điện thoại đập nó đi. Hả? Bể điện thoại rồi. Đền cho tao mày. Tinh tinh. Hả? Trở lại làm gì? Hả? Dám đánh gậy của tao hả? Kẹp cổ mày nè. Kẹp cổ mày. Phục chưa? Phục rồi. Mau xin lỗi đi. Xin lỗi. Không phải nói với tao, nói với cổ kìa. Xin lỗi nha chị hai. Tha mày đó. Ê. Đột mệnh cho cây kéo này quả nhiên là vô địch thiên hạ. Như Mộng, sao hả? Nè, hết chuyện rồi. Không sao đâu. Nó xin lỗi rồi mà. Đừng có sợ nha, đừng có sợ. Thích cái mặt xấu xí thôi, đâu thích tôi chứ. Đi mau, đi mau. Đừng đó là con phải chạy thoát mà. Nè. Chỗ này đâu phải khiêu vũ chứ, đi mau, đi. Chạy mau đi. Ông Đinh, bây giờ đã tới giờ rồi. Tại sao anh tin những chuyện gì? Thế nào? Đỗ Thánh của ông hình như không có dám tới đó. Có thể chờ 15 phút nữa không? Được. Tụi tôi chờ thêm 15 phút nữa. Lần này phải làm cho ông phục sát đất. Nếu mà tới giờ nó còn không tới, thì coi như là ông thua đó. Xin ông đừng có quên. Nếu như ông thua, xin mời ông Đinh Lực rời khỏi Thượng Hải. Tên là, công năng đặc biệt có thể đỡ súng đạn không? Đỡ được, vậy thì đỡ lo. Chết là cục. Ông nội mày á. Nổ súng. Mà sắp tới rồi đó. Tôi biết. Anh Tinh. Anh Năm, cũng anh làm tới kịp.
Chú Ba đâu? Ở trong kia. Các anh đi mau đi. Dạ sao? Cái người cao nhiều nhiều á. Sao tới được vậy? Tôi tìm tổng hội công năng đặc dị của Trung Quốc. Họ phải 40 người học viên cùng nhau phát công đưa tụi tôi tới đây. Nhưng mà 15 phút sau họ sẽ phát công lần nữa đưa tụi mình trở về. Chúng ta hãy đi mau đi. Không được, bây giờ chưa đi được đâu. Tại sao vậy? Anh Năm, thằng Tinh, chú đi với Năm về trước đi. Tôi như Mộng đi về sân bay. Còn có ba tao nữa. Tôi biết. Anh Tinh à, vậy anh làm sao trở về? À, một tiếng đồng hồ nữa anh kêu 40 học viên kia phát công lần nữa. Tôi ở đây cũng phát công. Nếu mà cảm ứng được thì chắc chắn là trở về được thôi. Như vậy chưa chắc đâu, cùng nhau trở về đi. Không được. Còn gì nhất định phải làm mà. Vậy đi. Nè. Đã nửa tiếng đồng hồ rồi đó ông Đinh. Tôi thấy lần này ông không có lời gì để nói nữa đâu. Được. Canh bạc này tôi đích thân chơi. cười gì chứ? Cười ông ta không có tự lượng đó. Cũng may đến kịp lúc. Tiểu Thanh à, làm phiền cô coi chuyện như ông tôi nha. Còn nữa. Xin lỗi nhân viên, tôi đến trễ. Đừng nói nhiều, ngồi đi. Làm ơn cho ly sữa đi. À không phải, cho ly trà. Trà đá hả? Tôi xem anh hôm nay làm sao mà thắng được tôi đi. Cô làm gì vậy? Ai nói hôm nay anh chơi với anh ta? Cô muốn mang nhục nữa hả? Nếu tôi không chơi thì ai chơi với nó hả? Ở trong dùng pháp tôi này, thần bài nước Pháp, gian lừng danh tiếng, không bao giờ thua cho ai. Thia Kha Dông. Thần bài nước Pháp. Anh chơi với nó còn tôi đứng đây làm gì? Anh xách về cho tôi đi. Hả? Thần bài nước Pháp quả nhiên có công năng đặc dị. Hình như lợi hại hơn đại nhân. Đúng. Anh nói phó nổi không? Tôi tận lực. Chúng ta mỗi bên để một số tiền 10 triệu đồng. Thua hết kể như là thua. Tôi muốn xét bài. Bài không có vấn đề gì. Tới tôi. Cái trò con nít chơi được. Gì? Bây giờ bắt đầu. Thần bài nước Pháp đó hả? Xà lát. Anh lại chơi kiểu này nữa à? Nói gì? Tánh tôi thích chơi gì đó. Tôi cũng chơi xà láng. Cái gì? Chắc là công lực khuấy nhiều lẫn nhau cho nên lộn xộn sẽ bận hết. Làm lại lần nữa. Cái gì cô nào xấu xí quá vậy? Đâu muốn cô này chứ. Lên mà đâm kìa. Bà đâm.
mình đã chơi hết mình, công lực bây giờ cạn rồi sao đây? Thế nào hả? Lật bài ra đi. Được. Lật trước đi. Ông lật trước đi. Ông lật trước. Ờ. Sao ông không lật trước vậy? Đúng. Tôi không lật trước đâu. Ông lật trước đi. Ờ. Tôi cũng không muốn lật trước. Ừ. Nếu vậy đừng có chơi nữa. Lấy tiền chia nhau ra xài đi. Ừ. Ý kiến đó rất là hay. Nè. Hai anh làm việc gì đó? Đừng có nhiều chuyện nha. Người lớn đang nói chuyện còn nít xía xía vô. Bàn này đôi bên không lật tẩy được. Chơi bàn khác. Ừ. Ê. Ê. Anh có sao không? Công lực của tôi tạm thời đã dùng hết rồi. Cái gì? Ông đừng có lo. Đối phương giống như tôi thôi. Bây giờ phải dùng thực lực chơi với nó ông bạn. Có người nào may mắn hơn thôi. Xin ông đặt đi. Khỏi cần hỏi mà, xa láng. Xin lỗi nha ông Châu, chưa thấy phiên ông. Ông là 82 đó. Hả? Ông đặt đi. Được, tối xa láng. Ngon thiệt ha. Chơi vậy mới đã chứ. Hey. Được, tôi xả láng. Xả láng một nửa có được không vậy? Tất nhiên là không được rồi. Tôi cũng biết vậy, cần anh dạy sao? Khoan đã, tôi muốn đặt thêm tiền. Còn gì mà đặt nữa, đặt cái đầu của anh hả? Nói đúng lắm, tôi muốn đặt cái đầu của anh. Ông Đình, cô như tiền bị chết dưới tay thằng khốn nạn này. Hôm nay tôi phải dùng cái đầu của tôi để cái với cái đầu của nó. Anh điên rồi sao hả? Nếu nhát đừng có chơi nha. Kể như mình thắng. Ừ. Được. Cá cái đầu của anh. Hả? Cô Xuyên Đảo, anh có tư cách gì nói với tôi? Anh phục vụ cho hoàng quân chúng tôi, lúc nào cũng phải chuẩn bị hy sinh. Bằng không cần gì mướn anh nhiều tiền. Anh bạn à, đừng có coi nữa. Cái thùng của tôi đây lớn hơn 6 thiệu của anh đó. Nếu là cú lũ thì sao? Tôi cá luôn anh. Cá luôn cha mẹ của anh. Cá bà dì của anh. Ông chú của anh. Luôn có cô Xuyên Đào Phương Tử đứng kế bên kia. Thêm vào cha mẹ cô đó, bà dì của cổ, chú của cổ, bà thiếm của cổ, tổ tông 18 đời của cổ, biết chưa hả? Excuse me. Sao còn không phát công đổi tấm bài đó? Mau lên đi, nếu tôi thắng anh cũng có lợi. Được, để tôi phát công. Nè, làm. Đừng. Đã quên tôi rồi hả? Tôi đã đổi tấm ba cơ qua bên kia rồi. Người ta là cái thùng, anh liệu thế nào đi hả? Được rồi, anh cá tổ tông 18 đời của tôi theo anh. Anh lật ra đi, tôi có thùng đây. Ông Châu Tình Tổ, đối phương đã theo ông đó, lật bài đi. Ừ. Lật ra đi. Sao hồi nãy làm phách như vậy? Lật ra đi. Trong quyển sách đó, trang sau chót có viết như vậy nè. Con là người ta chơi một vị thần bí tên là Comment on la Vue. Tôi quyết định mở bài ra nha, nhưng mà chọn chút. Ở đây có vị nào tên là Comment on la Vue không hả? Nếu như mà có, làm ơn đứng ra đi. Làm ơn đứng ra đi, hả? Tôi, hả? Âm Linh à, không biết là có tên đó không? Kiếm ông ta làm gì? Tôi khó giải thích lắm, nhưng mà cái dáng bài này chỉ có ông ta mới thắng được thôi mà. Bản thân anh tức là Comment on la Vue. Ông nói dẫn chơi hoài, nếu mà thua bị chết hết đó. Ai nói chơi, anh ngó kìa. Thần bài Pháp Quốc Dia Cơ đại chiến với Đỗ Thánh Trung Quốc Comment on la Vue. Hả? Tôi là Comment on la Vue. Tôi có tên nào vậy? Tôi hỏi sư thiếu anh có tên Tây không? Cô nói anh tên là Comment on la Vue. Vì mà anh không biết à? Là tôi hả? Ừ. Trong sách viết rõ ràng là Comment on la Vue thắng mà.
Không lẽ dọa tôi? Đâu có lý. Đại quân đổi bài tôi vậy rồi, đối quân nhất định là thùng mà, làm sao thắng được chứ? Không lẽ xích chiếc sai à? Lật ra đi, nếu không lật thì coi như anh thua tất cả chém đầu. Ông chưa tin tưởng, nếu mà ông không có lật bài thì coi như ông thua đó. Chắc là không sai đâu, chắc là không sai mà. Anh làm cái gì vậy? Không lẽ là chú có thể giúp tôi biết được tấm bài sao đi? Anh đi rồi sao? Phải rồi, bây giờ chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể giúp anh thôi. Đúng đó, cô nói đúng đó. Nếu như không vậy thì không có lý do gì khác đâu. Đức Chúa phù hộ nha. Quyết chết một phen. Hả? Tấm ba đó hả? Tôi có tấm ba đây nè. Tấm ba đó hả? Ít đầm bồi hay ba lớn, hay là hai phé lớn hơn? Ông có hai phé, còn ông là ít đầm bồi hai ba, tất nhiên là ông thắng rồi. Hả? Cảm ơn Đức Chúa. Tôi không phải là Đức Chúa. Bởi tôi giống Đức Chúa lắm hay sao hả? Anh, tại sao anh biết lá bài thành gì vậy chứ? Gì giống bài thành sao đây? Nếu không làm như vậy thì làm sao mà con mắc kế được? Mày là đồ ăn cháo đá bát, biết tao đã cho mày bao nhiêu tiền chưa? Tiền không phải là vấn đề, tôi đã nhịn con lâu lắm rồi. Hôm nay tôi không đến cô, tôi không phải là đàn ông đâu. Ê, con mẹ kia, chết chưa? Qua kiếm quý, tao lấy đâu mày? Ê, đứng yên, đứng yên, không có được bước tới. Bước tới tôi bắn bể đâu có, biết chưa? Anh Đinh đã biết trước là mày sẽ làm như vậy mà. Các anh trừng phạt tôi thế nào cũng được. Đừng nói vậy mà, lần này không ăn tôi đâu thắng chứ. Ừ. Tại sao chứ lớn vậy? Hả? Chắc là phát công trước tôi vậy đó. Công lực của tôi bây giờ hết rồi, phải làm sao đây chứ? Không sao đâu, tôi giúp luôn anh lần này. Như vậy sao được chứ? Ông Linh à, những người thời đại của tôi bây giờ muốn rước tôi về đó. Tôi đi nha, tạm biệt. Anh Tình. Anh Tình, anh rất bảo trọng. Tôi biết. Khi mà tôi trở về, tôi nói cho họ biết là tôi gặp Đinh Lượng ngoài đời. Ông ấy còn bảnh trai là Đinh Lượng trong TV nữa. Anh nói cái gì? Tôi nói xong rồi. Đại quân à, nếu giúp tôi còn anh thì sao hả? Anh đừng có lo cho tôi. Tôi thích ở lại đây làm đại gia. Tôi bị giật bất ngờ phát công, anh chuẩn bị đi. Ờ. Như mộng, mau lên. Vẫn có đứa tiểu sao? Phải, tôi vẫn quay về thập niên 90 để điều bệnh cho quay được lành lại nha. Anh coi cổ kia. Tại sao vậy chứ? Cổ là người thời đại thập niên 30, cổ trở về thập niên 90 sẽ già chết đó. Hãy để cổ ra đi. Cùng của tôi là nhờ phải chiếu cố Như Mộng chu đáo giùm tôi nha. Anh yên tâm,
Tôi sẽ cố gắng chăm sóc cho cậu. Mỹ thiệt hả? Phải. Tôi phải chuyên tâm nghiên cứu cờ bạc cái thần bài để quên đi việc quá khứ. Mày phải ráng học cho thành tài, đừng có lo cô gái đó. Tuyệt đối không cua đâu. Tôi nghĩ là cái đời của tôi chắc là không còn tình yêu nữa. Ý Mộng. Xuân tươi như đang chờ đón xuân say, mênh mang trong hơi nắng ngắm chào mừng cuộc đời, chào mừng cuộc đời qua cùng ngàn lời, qua cùng ngàn lời. Đừng hết âu lo, hôm nay ta vui ta say cùng hãy nâng ly, nâng lần men cây bao u sầu sẽ qua.